Ok, chào bạn. Video này mình sẽ giới thiệu các bạn một khai cuộc tiếp theo, đó là khai cuộc về London System hay gọi là hệ thống London. Chúng ta sẽ bắt đầu, trắng sẽ chơi D4. Ở đây thì đen chơi mã F6. Trắng chơi mã F3. Đến đây thì bên đen chưa biết được ý đồ của trắng là sẽ chơi khai cuộc gì. Vì vậy, thông thường đen sẽ đẩy tốt lên E6. Nếu nước thứ ba này trắng đẩy tốt lên C4 thì đen sẽ ghim tượng vào B4 chiếu và chúng ta bắt đầu cho thế Bogo Indian. Nhưng ở nước thứ ba này thì trắng không chơi như vậy mà trắng phát triển tượng lên F4. Và nước lên tượng F4 này chúng ta bắt đầu cho khai cuộc London System. Thì ý tưởng của khai cuộc này là gì? Khai cuộc London System là một khai cuộc thông thường dành cho những người mới bắt đầu. Hệ thống đơn giản thôi, chúng ta sẽ đẩy tốt lên E3, phát triển tượng và nhập thành. Thì ở khai cuộc này nó có một cái lợi thế là gì? Đó là bên trắng sẽ không vội vàng đẩy tốt chiếm khu trung tâm mà sẽ phát triển quân chậm mà chắc. Đúng như dạng kiểu chậm mà chắc. Và cái khai cuộc này có thể sẽ rất hữu ích khi mà đối đầu với thế phòng thủ Ấn Độ. Bởi vì nếu đen chơi thế phòng thủ Ấn Độ thì cái không gian của đen sẽ rất là bí, sẽ rất là kín để khó có thể phát triển quân. Còn đâu bên trắng thì ngược lại, mặc dù không có một cuộc tấn công ào ạt ở trung tâm nhưng mà bên trắng sẽ xây dựng một cái hệ thống chắc chắn gọi như là phòng thủ đấy. Mình thì mình cũng ít chơi khai cuộc này lắm, nhưng mà khi mà cầm quân đen ấy, thì cũng gặp bên trắng nhiều người sẽ chơi khai cuộc này. Và vì thế video này mình sẽ thiên về cách phòng thủ cho đen nhiều hơn để chống lại khai cuộc London System. Tiếp theo đến nước thứ ba này thì thông thường đen sẽ muốn tấn công khu trung tâm với nước đẩy tốt lên C5. Và ở đây thì dĩ nhiên là trắng sẽ không ăn. Vì ăn thì đen sẽ được đường phát triển tượng lên. Thay vào đó trắng sẽ đẩy tốt ở đây có thể là C3 hoặc là E3. Và thông thường thì bên trắng sẽ đẩy tốt lên E3. Vì nước E3 thì bên trắng có thể phát triển tượng sau đó nhập thành. Đấy là những cái nước mà giúp cho trắng có thể an toàn vua nhanh chóng. Đến lượt đen thì ở đây video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chống lại hệ thống London System. Đó là đen sẽ nước được khuyên cho đen, đó là đen sẽ đẩy tốt lên B6. Tốt B6, mục đích của đen có thể là lên tượng ở B7 hoặc là A6. Đến lượt trắng, trắng sẽ phát triển tượng lên D3. Trong hệ thống London System thì trắng có thể lên tượng ở D3 hoặc là E2. Trong vòng đấu này chúng ta sẽ lên tượng ở D3 là nước thường xuyên hơn được sử dụng. Đến lượt đen, đen lên tượng B7. Trắng lên mã D2. Đen lên tượng E7 chuẩn bị nhập thành. Trắng đẩy tốt lên C3. Thì đến nước này chúng ta đã nhìn ở cấu trúc tốt và các quân của bên trắng. Chúng ta đã có thể gọi là hoàn thành xong các cái nước đi của khai cuộc London System. Bây giờ đến lượt đen thì đen sẽ chơi thế nào? Trong vòng đấu này và một nước được khuyên cho đen, đó là đen sẽ lấy tốt C5 để ăn D4. Ở đây thì bên trắng có hai sự chọn là ăn tốt E lên hay là ăn tốt C lên. Ở đây chúng ta xét lần lượt từng trường hợp. Đầu tiên trắng ăn tốt ở C lên. Khi đó nước hay cho đen là gì? Đen có thể lên tượng ở A6. Nhưng mà trong vòng đấu này chúng ta sẽ lên mã C6. Mục đích của đen sẽ là đưa mã lên B4. Ở đây đến trắng, trắng để tốt lên E4, kiểm soát khu trung tâm. Thì ở đây được đánh giá nước không hay của trắng khi mà đen sẽ đưa mã lên B4 để đuổi tượng và có thể sẵn sàng đổi luôn tượng với trắng. Để chạy thì trắng lùi tượng về B1 và nước tiếp theo đen sẽ lên tượng A6. Chúng ta kiểm soát đường nhập thành và có thể đưa mã chiếu với nước vào D3. Chính vì vậy, trong trường hợp này,
chúng ta chơi quân trắng thì thông thường chúng ta sẽ không lấy tốt C để ăn lên mà chúng ta sẽ lấy tốt E để ăn lên. Mở được cột E và sau khi nhập thành thì trắng có thể đưa xe ra chiếm cột nửa mở này. Đến lượt đen, đen nhập thành và trắng nhập thành. Tiếp theo thì đến đen chúng ta sẽ đi hướng nào? Ở đây bên đen sẽ muốn phát triển mã, nhưng mã đi đâu? Nếu đen chơi nước tốt lên D5 thì sẽ là nước không hay vì chúng ta thấy là đã cản trở đường hoạt động của quân tượng ở ô trắng của đen. Vì vậy, nước được khuyên trong trường hợp này đó là đen sẽ đẩy tốt lên D6 và đưa mã lên D7. Chúng ta thấy đưa mã lên C6 cũng không hay luôn vì cũng vẫn chặn đường của quân tượng màu đen của quân tượng ô trắng của bên đen. Thì nước D6 sẽ là nước tiếp theo mà được khuyên dành cho đen. Đến lượt trắng, trắng đưa hậu lên E2, phát triển hậu thông hai xe. Đến lượt đen, đen đưa mã lên D7. Trắng để tốt lên H3, chúng ta thấy để lấy đường lùi tượng về. Trong trường hợp nếu đen muốn đưa mã lên H5 đuổi tượng. Và đến đen, thì đen đưa xe ra E8, phát triển xe, lấy đường để lùi tượng về F8. Đến lượt trắng thì ở vị trí này thông thường trắng sẽ đưa mã lên E4 để đổi mã về đen. Tuy nhiên một ý tưởng khác, trắng có thể đẩy tốt lên A4. Để làm gì? Chúng ta thấy là trắng có thể tương lai là đẩy tốt lên A5 và A6 tấn công tượng đen. Khi trắng đẩy tốt lên A4 thì đen sẽ chơi thế nào? Thông thường thì đen sẽ đẩy tốt lên A6. Nếu trắng vẫn đẩy tốt lên A5 thì đen sẽ đẩy tốt xuống B5 và như vậy là sẽ hóa giải được quân tốt ở cột A của trắng. Khi đen để tốt lên A6, lúc này đến lượt trắng. Trắng sẽ đưa mã lên D4. Đen sẽ ăn. Trắng lấy tượng ăn lên, đen đổi, trắng lấy hậu ăn lên. Và đen sẽ phát triển mã lên F6 đuổi hậu. Ở đây thì trắng sẽ chạy hậu đi đâu? Trong ván đấu này chúng ta giả sử trắng lùi hậu về D3, một nước cũng thường được dùng của bên trắng. Thì đen sẽ đưa mã lên D5 đuổi tượng. Ở đây thì trắng sẽ chạy tượng, trắng lùi tượng về G3. Và đến đen thì đen sẽ lùi tượng về F8. Có lẽ trắng sẽ không thoải mái với con mã đứng ở D5 và sẽ tìm cách đuổi mã với nước đẩy tốt lên C4. Thì đó đen sẽ đưa mã vào ô B4, một ô vuông mạnh của đen và một ô vuông yếu của trắng. Đuổi hậu. Ở đây thì trắng sẽ chạy hậu ra ô B3 đuổi lại mã. Và đen sẽ đẩy tốt xuống A5, một vị trí hoàn toàn tốt cho đen. Nước tiếp theo, trắng sẽ đưa xe ra E1 chiếm cột nửa mở. Và đen sẽ đưa hậu lên D7 để thông hai xe. Đánh giá vị trí thì ở đây bên đen hoàn toàn tốt khi mà quân tượng ở G3 chúng ta thấy không có nhiều cái không gian hoạt động. Trong khi quân tượng ở F8 của đen hoàn toàn có thể thành tượng mạnh khi mà đen đẩy tốt lên G6 và những nước tiếp theo và đưa hậu, à xin lỗi, đưa tượng lên G7. Thì đó là trường hợp mà chúng ta xét khi mà bên trắng đẩy tốt lên A4. Trường này chúng ta thấy nếu trắng không đẩy tốt lên A4 mà đưa mã ngay lên E4 thì sao? Vẫn tương tự như vậy, chúng ta lấy mã sẽ ăn, trắng lấy tượng ăn lên, tượng ăn, hậu ăn lên. Chúng ta chơi đen, chúng ta đưa mã lên F6 đuổi hậu. Hậu có thể lùi về E2 hoặc D3. Ở đây chúng ta giả sử lùi về D3. Đen sẽ vẫn đưa mã lên D5 đuổi tượng, tượng lùi về G3. Thì chúng ta sẽ đẩy tốt lên A6 bên đen để các nước sau sẽ đẩy tốt lên B5. Đến lượt trắng, trắng đẩy tốt lên A4 thì bên đen chúng ta sẽ lên hậu D7. Trắng đưa xe ra E1 thì đen sẽ lùi tượng về F8. Như vậy với vị trí nó giống hệt như cái trường hợp trước. Thì đây chính là một cách để chống lại London System mà mình muốn trình bày trong video trên. Đấy, còn đâu tại sao mà các bạn hay thua? Các bạn thua vì các bạn hay chơi kiểu này này.
Đây chúng ta bắt đầu. Trắng chơi D4. Đen lên mã. Trắng lên mã F3. Đen đẩy tốt E6. Trắng lên tượng F4, chúng ta có lân lân sít tập. Thì đến đây thông thường bên đen sẽ đẩy tốt lên D5. Đến trắng. Trắng lên mã D2. Đen đẩy tốt lên C5, tấn công tốt ở D4. Đến trắng thì trắng lên tốt E3. Đen lên tượng E7. Trắng đẩy tốt lên C3. Chúng ta thấy là cái cấu trúc này đúng của London Sit Tập. Đen nhập thành. Trắng lên tượng D3. Ở đây thì nhiều bạn chơi đen có thể đẩy tốt xuống, nhưng mà thực chất thì nó cũng không làm gì được, vì quân tượng sẽ lùi về C2. Và chúng ta thấy là quân tượng nó vẫn kiểm soát đường chéo từ B1 đến H7. Ở trong ván đấu này đến lượt đen thì đen thông thường sẽ phát triển mã lên D7. Bản thân mình chơi mình hay lên mã ở D7. Đến trắng thì có thể trắng sẽ không cả nhập thành luôn, trắng đẩy tốt lên H4. Đen có thể là lên tốt ở B6 để phát triển tượng lên B7. Khi đó thì trắng sẽ đưa mã lên E5. Chúng ta thấy là hệ thống London Sit Tập thông thường bên trắng sẽ có xu hướng là đưa mã lên E5. Và cái sai lầm của đen là gì? Các bạn chơi thua ấy, nhiều ấy. Sai lầm thông thường là các bạn sẽ lấy mã để ăn mã của đen. Khi đó thì đen sẽ lấy tốt ăn lên và bên trắng, xin lỗi, trắng lấy tốt ăn lên và bên đen chúng ta thường phải lùi mã về D7. Thì chúng ta thấy là bên trắng đã đuổi được một quân bảo vệ cho cánh vua, đó là quân mã ở D7. Và chúng ta thấy là tượng có thể tấn công và tốt ở H7. Và quân tốt này nó cũng chia cắt cánh vua và cánh hậu của bên đen. Đến đây thì bên trắng có nhiều cách tấn công. Ở đây mình có thể ví dụ một cách mà bên trắng thường sử dụng, đó là trắng có thể lấy tượng để ăn vào tốt ở H7, hy sinh tượng luôn. Đen lấy vua ăn lên, trắng sẽ chiếu. Đen về vua. Và nước tiếp theo trắng sẽ đưa mã lên F3. Chúng ta thấy là quân mã từ B1 lên D2 và lên F3. Đến đen, đen sẽ phòng thủ nước lên mã đây. Ở đây chúng ta giả sử đen chơi một nước khác, ví dụ như là B7 chẳng hạn, tượng lên B7. Trắng có thể đưa vào đây. Đen ăn, trắng lấy tốt ăn lên. Đen có thể đẩy tốt này lên để lấy đường cho vua thoát thân. Khi mà trắng chiếu hết thì trắng sẽ đẩy tốt xuống G6 và sẽ chiếu hết ở nước tiếp theo. Đấy, rất nhiều ván mà bên trắng sử dụng cái cách tấn công này. Hoặc là trong trường hợp này nếu đen không lên tượng B7 mà đen đẩy tốt luôn lên F6 để chặn mã lên thì bên trắng sẽ vẫn đưa mã lên. Đen ăn thì sao? Trắng sẽ lấy tốt ăn lên để mở cột cho xe tấn công vua. Ở đây thì đen có thể đưa xe lên để vua có đường chạy. Trắng sẽ chiếu. Đen lên vua, trắng đẩy tốt chiếu xuống vua. Trắng ăn tốt. Đen về tượng đuổi hậu. Trắng về hậu H8. Và có thể là đẩy tốt xuống. Chúng ta thấy là con tốt có thể đẩy xuống. Thì đây là một cách tấn công của bên trắng. Ok, thì đấy chính là hệ thống London System mà mình muốn trình bày trong video trên. Video sau mình sẽ trình bày tiếp về hệ thống đó là Köhler System. Lúc này thì bên trắng không phát triển tượng lên F4 nữa mà sẽ đẩy tốt lên E3, sẽ giữ quân tượng ô đen ở bên trong. Nhưng cái cách tấn công cũng rất hay và bên đen cũng thường xuyên mắc sai lầm để thua khi mà trắng chơi cái hệ thống đó. Còn đâu video này thì tạm thời đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.